Hôm nay là 28 tháng 4 năm 2024. Chào buổi sáng. Bạn đã được nghỉ lễ chưa? Chúc cho bạn có một kỳ nghỉ thật vui và hạnh phúc bên gia đình nha. Người ta nói là cảm giác hạnh phúc nhất là khi bạn thức dậy, ngoài trời thì mưa nhẹ nhẹ, người bên gối là người trong lòng. Còn hôm ấy lại là ngày được nghỉ nữa, có thể nhắm mắt ngủ thêm một chút. Cảm giác hạnh phúc rất đơn giản. Ngày thường chúng ta đã quá vất vả rồi, ai cũng phải lo kiếm sống, ai cũng chạy vậy vì đồng tiền. Đồng tiền của cô bán thịt thì dính máu, chú bán rau thì dính đất, cô đồng nát thì dính rỉ. Đồng tiền của thầy cô thì dính phấn, đồng tiền mẹ gửi cho con thì dính mồ hôi. Tiền nào cũng thế thôi, mồ hôi sôi nước mắt, ai cũng nắm chặt, ai cũng băn khoăn. Còn gì mà tìm đến nhau nữa khi chúng ta không còn nhau? Còn gì để lừa dối nhau nữa khi trái tim không còn đau? Gặp lại rồi mình sẽ ra sao? Làm gì tìm lại được phút ban đầu? Rồi mình lại càng níu chân nhau.